nghĩ đến trước mắt tên này mới trên dưới 20 thiếu niên, càng là tu tiên giới uy danh hiển hách tuyệt thế kiếm tiên. Vợ hắn chân thực thân phận là Ma Đạo Thiên Ma giáo giáo chủ, đồ đệ thể nội cũng nắm giữ Viễn Cổ Phượng Hoàng huyết mạch, cháu gái hai mắt càng là đã thức tỉnh Thượng Cổ Trọng Đồng. Lúc này Hạ Tiểu Tiểu ôm lấy bắp đùi của anh, trên mặt khóc sướt mướt: "Hoàng thúc, ngươi rốt cuộc đã đến. Thúc cũng không biết con tại chỗ này mấy canh giờ, đều đã trải qua cái gì." Anh cúi đầu nhìn qua Hạ Tiểu Tiểu đang ôm chân của mình khóc sướt mướt, từ từ nói chuyện xem phát sinh những gì. Lúc này phía sau bốn vị trưởng lão cũng là phi thường hiếu kỳ, này đột nhiên đến anh cùng Lâm Hỏa Nhi hai người là ai? Hai người này cùng Hạ Tiểu Tiểu quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Hơn nữa hai người tu vi, Lâm Hỏa Nhi tuổi còn trẻ, phòng chừng mới 15-16 tuổi, dĩ nhiên liền đến hóa hải cảnh 5 tầng cảnh giới. Anh tu vi, bọn họ thì lại nhìn không thấu, nhưng từ Lâm Hỏa Nhi đối với anh cung kính thần thái đến xem, anh hẳn là trưởng bối của nàng, là tồn tại mạnh hơn nàng. Đây là cái gì cường giả khủng bố thế lực đến? Hai người bọn họ cùng tiểu quỷ đầu này thái độ như vậy thân mật, mà bốn người bọn họ mới vừa nhưng ở vây giết tiểu quỷ đầu này. Nhất thời, bốn người cảm thấy không ổn, muốn lập tức tránh đi. Nhưng mà, bọn họ mới vừa xoay người. Chư vị, muốn đi nơi nào? Anh nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời một luồng uy thế bao phủ lại bốn người, trực tiếp đem bốn người hạn chế ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Bất hủ cảnh, bốn người kinh ngạc thốt lên, anh lúc này bộc phát ra uy thế, dĩ nhiên là bất hủ cảnh cường giả. Bọn họ lần này là va phải tấm sắt. Trước mắt tiểu quỷ này, sau lưng dĩ nhiên có cường giả bậc này. Bọn họ không biết chính là lúc này, anh chỉ là lựa chọn bạo phát bất hủ cảnh uy thế mà thôi. Hắn nếu là toàn lực bạo phát, phải là tàng cung cảnh. Chỉ là ở trước mặt Hạ Tiểu Tiểu, ở bề ngoài, vẫn phải là duy trì bất hủ cảnh 3 tầng cảnh giới. Hoàng thúc, khống chế lại bọn họ, đừng để bọn họ chạy. Hạ Tiểu Tiểu nhìn thấy bốn người chuẩn bị tránh đi, vội vàng thả ra Hoàng thúc bắp đùi. Khổ tình trình diễn xong xuôi, nên nói chính sự. Anh gật gù, nói, đã khống chế lại, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì, bọn họ lại là người nào? Hạ Tiểu Tiểu gật gù, nhìn về phía bốn vị trưởng lão, nói, này bốn cái lão đông tây, không biết xấu hổ, cướp đồ vật của một đứa bé như con. Con mới vừa tiến vào di tích, liền ở đây phát hiện một cái ảo trận. Trong ảo trận, nắm giữ hiếm thấy ngũ phẩm thiên tài địa bảo hải linh quả. Này bốn cái lão đông tây không thông trận pháp chi đạo, không dám vào đi. Con tiến vào trung tướng sở hữu hải linh quả toàn bộ cướp đi ra, liền bị này bốn cái lão đông tây đánh cướp. Hơn nữa, bọn họ cướp của con thì thôi đi, bọn họ còn muốn giết con diệt khẩu, nếu không là hoàng thúc ngươi tới được đúng lúc, khả năng liền không thấy được con. Oa oa oa, nói, Hạ Tiểu Tiểu còn giả vờ giả vịt khóc lên. Anh khóe miệng giật giật, cái gì hắn tới kịp lúc, ngươi vẫn ở trong ảo trận cầu có được hay không, ta đến rồi ngươi đều còn chưa có đi ra. Ngươi như thế cầu, bốn người này nếu muốn giết còn thật không dễ dàng. Có điều Hạ Tiểu Tiểu nói, cũng xác thực có mấy phần đạo lý, nếu là mình không đến, nàng phải vẫn cầu ở trong ảo trận, chuyện sau đó cũng là tràn ngập biến số. Bốn người này lại dám cướp thiên tài địa bảo của cháu gái anh, còn chuẩn bị giết người diệt khẩu. Vậy cũng không cần thiết sống. Ta rõ ràng, anh quay về Hạ Tiểu Tiểu nói. Nói xong anh nhìn về phía bốn vị trưởng lão, nói, chư vị, trước khi chết có di ngôn gì muốn bàn giao sao, có liền nói ra, không có ta liền muốn động thủ. Nghe vậy, bốn vị trưởng lão bị dọa cho sợ rồi, như thế trực tiếp sao, cũng không hỏi một chút bọn họ là cái gì thế lực liền muốn động thủ. Đây là cảm thấy đến ăn chắc bọn họ à. Đạo hữu, ta chính là Không Minh Tông trưởng lão, mới vừa cùng này tiểu hữu chỉ là có chút hiểu lầm, chúng ta đem những này hải linh quả toàn bộ trả lại nàng làm sao. Đồng thời ta còn nguyện ý đem trên người thiên tài địa bảo, toàn bộ tặng cho vị tiểu hữu này, hy vọng đạo hữu có thể gửi qua lão hủ lần này, Không Minh Tông trưởng lão mở miệng nói. Hắn Không Minh Tông chính là nhất lưu thế lực, nắm giữ vô thủy cảnh cường giả tọa chấn, bất hủ cảnh cao thủ, cũng là nắm giữ không ít. Hắn báo ra thân phận, chính là muốn để anh kiêng kỵ một phen, sau đó sẽ đưa ra đồng ý đem trên người thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra, bồi thường cho Hạ Tiểu Tiểu, ân uy cùng ban dưới, hy vọng anh có thể buông tha hắn lần này. Đúng, đúng, chúng ta mấy người vừa mới chỉ là cùng này tiểu hữu náo loạn chút hiểu lầm, những này hải linh quả chúng ta cũng không muốn. Đồng thời chúng ta đồng ý đem trên người sở hữu thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra tặng cho vị tiểu hữu này, hy vọng đạo hữu có thể buông tha chúng ta một con ngựa. Còn lại tam đại nhị lưu thế lực ba vị trưởng lão, tương tự mở miệng nói. Tuy rằng chỉ là nhị lưu thế lực trưởng lão, nhưng ở tại bọn hắn thế lực bên trong, tương tự có loại bất hủ cảnh lão tổ tọa chấn, đều là bất hủ cảnh, hy vọng anh có thể bọn họ thế lực sau lưng lão tổ, đồng ý điều kiện của bọn họ, lấy trên người bọn họ sở hữu thiên tài địa bảo, đổi tính mạng của bọn họ. Nhưng mà nghe bốn người lời nói, anh nhưng là lắc lắc đầu, nói, giết các ngươi trên người gì đó,
không phải là ta sao? Hí, bốn vị trưởng lão trong lòng cả kinh. Nói thật hay có đạo lý a, bọn họ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Không Minh Tông trưởng lão trước hết phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói, đạo hữu, không thể, ta chính là Không Minh Tông trưởng lão. Ta Không Minh Tông có vô thủy cảnh tồn tại, giết ta, Không Minh Tông sẽ không bỏ qua cho người. Đúng đấy, chúng ta mấy người sau lưng tông môn cũng là nắm giữ bất hủ cảnh lão tổ, bất hủ cảnh liền cũng không phải là thiên hạ vô địch rồi. Đạo hữu nhất định phải vì một cái hiểu lầm, cùng chúng ta mấy thế lực lớn là địch sao? Còn lại ba đại tông môn trưởng lão cũng là vội vàng mở miệng nói, bàn điều kiện không được, bọn họ cũng chỉ có thể mang ra thế lực sau lưng làm uy hiếp, hy vọng có thể có hiệu quả, không phải vậy bọn họ hôm nay liền thật sự xong đời. Bốn người lúc này trong lòng phi thường hối hận, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, như vậy một cái bình thường tiểu quỷ đầu sau lưng lại có bất hủ cảnh cường giả đây. Nếu là biết, bọn họ là bất luận làm sao, cũng sẽ không vì mấy cái hải linh quả, liền đối với tiểu quỷ đầu này ra tay. Đáng tiếc hiện tại hối hận, tựa hồ đã chậm. Đều nói xong sao, nói xong liền lên đường thôi, anh lạnh nhạt nói, tiếp theo rút ra xích tiêu kiếm trên lưng. Một kiếm hướng về bốn người bị uy thế khống chế lại, không có cách nào nhúc nhích chém tới. Nhất thời, một đạo trăng lưỡi liềm ánh kiếm xuyên qua không gian, trực tiếp chém về phía bốn người. Ánh kiếm qua đi, bốn người đầu người rơi xuống đất. Lâm thời trước, bốn trong mắt người đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ đến, anh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Như vậy thẳng thắn, một điểm cùng bọn họ lôi kéo ý tứ đều không có. Một bên, Lâm Hỏa Nhi lãnh đạm nhìn tình cảnh này, dám động sư tôn người thân, bọn họ đáng chết. Hạ Tiểu Tiểu nhưng là vỗ vỗ tay nhỏ, nghĩ linh tinh nói, để cho các ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hiện tại được rồi, ác giả ác báo rồi. Nói, nàng lão thần tự tại đi tới bốn người thi thể trước mặt, từng cái đem bọn họ nhẫn không gian hái xuống, còn thông thạo ở trên người bọn họ sờ sờ. Xác định bốn trên thân thể người, sở hữu vật có giá trị đều ở bốn cái trong không gian giới chỉ, nàng mới vỗ tay một cái, cầm bốn cái nhẫn không gian hướng về anh đi tới. Cho, Hoàng Thúc, Hạ Tiểu Tiểu nói, không gian của ta nhẫn, ở Không Minh Tông ông lão này trong không gian giới chỉ, còn hải linh quả, đã bị bốn người lão đông tây chia cắt, bốn cái trong chiếc nhẫn đều có. Anh gật gù, tiếp nhận bốn người nhẫn không gian, sau đó từ Không Minh Tông vị trưởng lão kia trong không gian giới chỉ, đem Hạ Tiểu Tiểu nhẫn không gian lấy ra. Sau đó sẽ đem bốn cái trong không gian giới chỉ hải linh quả toàn bộ lấy ra, để phóng tới nàng trong không gian giới chỉ, cùng nhau cho nàng. Cô gái nhỏ thu được thiên tài địa bảo, nàng không đến nỗi cùng với nàng lấy tới. Tiếp đó, anh đem bốn vị trưởng lão trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo cùng công pháp thần thông loại hình đồ vật, toàn bộ lấy ra, phóng tới trực tiếp trong không gian giới chỉ. Còn lại linh thạch, như là toàn bộ chia đều cho Hạ Tiểu Tiểu cùng Lâm Hỏa Nhi hai người, dù sao giết người mò xác, hai người đều ở đây, thấy người có phần. Nhìn từ bốn trưởng lão trong không gian giới chỉ, tìm ra đến hơn 10 triệu linh thạch, Hạ Tiểu Tiểu nuốt ngụm nước bọt, lau lau khóe miệng chảy nước miếng, kích động nói, Hoàng Thúc, những linh thạch này, thật sự toàn bộ cho hai người chúng ta chia đều sao? Nàng mặc dù là đại hạ hoàng triều tiểu công chúa, nhưng từ nhỏ đến lớn, trên người nàng còn không mang vượt qua 5 vạn linh thạch quá. Một là nàng tuổi còn nhỏ, hai là Hạ Chân vợ chồng cũng sợ nàng cầm linh thạch, loạn đi mua chút hoa hòe hoa sói đồ vật, lãng phí linh thạch, liền không có cho nàng quá nhiều linh thạch. Anh lần này, chuẩn bị cho nàng cùng Lâm Hỏa Nhi hai người, chia đều gần đây hơn 20 triệu linh thạch, nàng làm sao có thể không kích động hưng phấn. Đúng, hai người các ngươi cầm chia đều đi, anh lạnh nhạt nói. Hắn đem bốn cái trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo lấy ra, là bởi vì đón lấy cho hắn hài tử luyện chế tiên thiên thần dịch. Cần đại lượng thiên tài địa bảo, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị buông tha sau đó một cái tích lũy thiên tài địa bảo cơ hội, mà đem những người công pháp thần thông lấy ra, như là có thể xung vào tương lai thiên môn công pháp các bên trong, phong phú tồn kho, thật thuận tiện tương lai thiên môn đệ tử tu luyện. Cho tới linh thạch vật này, khoảng thời gian này Phúc Bá bọn họ vơ vét, thêm vào hắn lần trước ở Phệ Hồn Cung nơi đó vơ vét, đã có mấy ngàn trăm triệu, hoàn toàn đầy đủ. Cũng không kém chút linh thạch này, liền cho hai người này cô gái nhỏ phân đi. Dù sao Hạ Tiểu Tiểu cô gái nhỏ này ở hắn mới vừa giết bốn vị trưởng lão sau, liền kích động quá khứ đem bốn người thi thể sờ soạng, lại sẽ bốn cái nhẫn không gian nịnh nọt đưa đến trước mặt hắn. Cô gái nhỏ tâm tư, không phải là muốn phân ít đồ sao, hắn cũng không thể để cô gái nhỏ thất vọng đi. Hoàng Thúc, ngươi thật sự, quá tuấn tú, quá đại khí, trước đây là ta bỏ qua ngươi. Hạ Tiểu Tiểu ôm chặt lấy anh bắp đùi, cảm động nói, bỏ qua ta, anh không rõ vì sao, không biết cô gái nhỏ nói câu nói này là có ý gì. Ngẩng đầu vừa định đi dò hỏi, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu lúc này đã cùng Lâm Hỏa Nhi, vô cùng phấn khởi đi phân linh thạch đi tới. Hắn cũng lười hỏi, cô gái nhỏ ý nghĩ một hồi một cái dạng, ai biết nàng nghĩ đến cái gì liền nói chút không thể giải thích được lời nói. Hắn không biết chính là,
Hạ Tiểu Tiểu nói mới vừa lời nói, thực là bởi vì trước hắn bỏ ra 20 vạn linh thạch, mua cho nàng một cái huyền cấp linh khí Hàn Băng kiếm, kết quả chính mình thầm thầm không mấy ngày, liền sẽ đưa Hỏa Nhi tỷ tỷ một cái địa cấp linh khí Hỏa Vân kiếm, giá trị so với nàng Hàn Băng kiếm cao gấp mấy chục lần. Nàng lúc đó còn tưởng rằng chính mình hoàng thúc là kết hôn sau, trong tay không dư giả, tháng ngày trải qua khá là chặt, cho nên mới chỉ mua cho nàng loại kia huyền cấp linh khí trường kiếm. Nhưng hiện tại, chính mình hoàng thúc như vậy tiêu tiền như nước, coi linh thạch như cặn bã, mở miệng liền để cho nàng cùng Hỏa Nhi tỷ tỷ đi chia đều này mấy ngàn vạn linh thạch. Nàng liền biết, chính mình trước đây là trách oan chính mình hoàng thúc. Chính mình hoàng thúc cho dù cùng chính mình thầm thầm kết hôn, e sợ đều còn ẩn giấu chính mình kho tiền nhỏ. Không phải vậy nàng không thể đại khí như vậy, không đang để trong lòng những linh thạch này. Hơn 20 triệu, nói không cần là không cần. Hỏa Nhi tỷ tỷ, 4 cái trong chiếc nhẫn, tổng cộng có 2,121 vạn linh thạch. Chúng ta một người 1,060 vạn 5 ngàn. Làm sao? Hạ Tiểu Tiểu nói. Có thể, Lâm Hỏa Nhi gật gù, hơn 10 triệu linh thạch. Đối với nàng mà nói, là một bút con số rất lớn. Lâm gia sánh được Lâm gia toàn tộc mấy năm thu vào. Nàng từ nhỏ đến lớn, trên người còn không thu được nhiều linh thạch như vậy đây. Theo sư tôn chính là được, còn có thể giết người đoạt bảo. Nếu như những này mắt không mở người, nhiều đến một ít tiệt giết các nàng cùng sư tôn là tốt rồi. Như vậy bọn họ liền có thể quang minh chính đại đánh ngược lại cướp bọn họ. Trong lòng nàng ác thú vị nghĩ, tuổi còn trẻ, tư tưởng liền đi lên đường rẽ, liền câu cá chấp pháp chuyện như vậy đều nghĩ ra được. Mà Hạ Tiểu Tiểu, phân đến nhiều linh thạch như vậy, nhưng là cười đến miệng đều không đóng lại được. Hiện tại linh thạch có, chờ ra di tích, hoàng thành trong phòng đấu giá nàng vừa ý đã lâu này thanh địa cấp linh khí trường kiếm. Chính là nàng, thanh kiếm kia, là đem kiếm bản to, hình thức rất dọa người, nàng như là trông mà thèm đã lâu, sàn đấu giá chủ trang trại đã cùng nàng nói xong rồi. Nếu như nàng mua, cho nàng bớt 8%, 5 triệu linh thạch địa cấp linh khí kiếm bản to, chỉ lấy nàng 4 triệu linh thạch. Trên người bây giờ có hơn 10 triệu linh thạch, hoàn toàn đầy đủ. Không cần đi cầu nàng cha hạ chân mua cho nàng, trước mỗi lần đi cầu cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Hừ, lần này bổn tiểu thư chính mình đào linh thạch mua, xem ngươi còn nói ta. Hạ Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ, loại kia kiếm bản to nàng mang theo, mới có vẻ hào khí, mới có nàng nữ hiệp phong độ. Nàng là cái rất mâu thuẫn hài tử, nữ hài tử khác yêu thích loại kia tế kiếm, nàng trái lại không thích. Dưới cái nhìn của nàng, loại kia kiếm bản to, một kiếm phách kiếm, liền có thể trực tiếp đem người đánh chết loại kia, mới châu bò, mới thô bạo. Hắn đều là hoa trò mèo, bên trong xem không còn dùng được, nàng là cái khá là phải cụ thể người. Được rồi, đừng cười, chảy nước miếng đều lưu một chỗ. Anh quay về phân đến linh thạch sau, liền bắt đầu ảo tưởng cười khúc khích Hạ Tiểu Tiểu nói. Há, tốt, ha ha ha, Hạ Tiểu Tiểu khoát tay áo một cái, khống chế lại chính mình, sau đó nói, hoàng thúc, chúng ta đón lấy đi nơi nào, đi cho ngươi tìm hải tâm quả, nhờ ngươi thức tỉnh trọng đồng. Anh nói, chúng ta hôm nay tới đây côn bằng di tích bên trong mục đích, chính là đến cho ngươi tìm hải tâm quả, thức tỉnh trọng đồng. Được rồi, Hạ Tiểu Tiểu gật gù, sau đó lấy ra đến côn bằng di tích bản đồ, nhìn một chút nói, hải tâm quả, ở di tích bên trong thật mấy nơi đều đánh dấu có, chúng ta có thể từng cái đến xem. Phần này di tích trên bản đồ, đánh dấu mấy cái địa điểm, đều là hải tâm quả có thể xảy ra trường địa phương. Có điều phần này di tích bản đồ là trăm năm trước liền vẽ, trăm năm thời gian, rất nhiều thực vật đều biến hóa. Cũng không biết những địa phương kia có còn hay không hải tâm quả, chỉ có thể từng cái đi tìm. Dù sao di tích mặc dù là trăm năm thời gian mở ra một lần, ở di tích đóng này trăm năm thời gian, không thể có người đến những địa phương kia đi, đem hải tâm quả lấy đi. Nhưng di tích bên trong, nhưng là có rất nhiều yêu thú tồn tại, khả năng tại đây trăm năm thời gian bên trong, hải tâm quả bị một cái nào đó gặp phải yêu thú ăn cũng không nhất định. Vì lẽ đó đến từng cái đi tìm. Có điều anh cũng không vội vã, bởi vì bọn họ có nhiều thời gian, côn bằng di tích mở ra, thời gian bình thường sẽ kéo dài một tháng. Một tháng này, lấy tốc độ của hắn, đem di tích đi mấy lần đều được, nhất định có thể tìm tới hải tâm quả. Anh mang theo hai người, không chút do dự, bắt đầu xuất phát, hướng về di tích trong địa đồ, cái thứ nhất nắm giữ hải tâm quả địa điểm chạy đi, bỏ ra thời gian nửa ngày cản tới đó, không có, tựa hồ đã bị hắn mới vừa tiến vào di tích người trộm đi rồi hoặc là bị yêu thú nào ăn. Lúc này đã là trời tối, ba người ngay tại chỗ ở bên trong vùng rừng rậm nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế, tiếp tục đi cái địa điểm kế tiếp kia, vẫn không có. Ngày thứ ba, lúc ba người đi đến cái thứ ba địa điểm, mới phát hiện một gốc cây hải tâm quả trên cây, mang theo mấy quả hải tâm quả. Ba người phi thường kích động, rốt cuộc tìm được. Nhưng mà chờ ba người sang bên lúc, một đầu to lớn rắn biển đại yêu từ cây ăn quả phụ cận xuyến đi ra. Đây là đầu hóa hải cảnh đại yêu,
nay khỏa hải tâm quả thụ, cũng là bởi vì có hắn bảo vệ mới không có bị yêu thú khác lấy đi ăn. Những này rắn biển đã yêu tu vi đã tới hóa hải cảnh 4 tầng, nó chuẩn bị giữ lại những này hải tâm quả, chờ nó đến hóa hải cảnh 4 tầng đỉnh cao, sắp đột phá hóa hải cảnh 5 tầng lúc dùng. Hỏa Nhi, đi thôi, đối phó con này đại yêu, để vi sư nhìn thực lực của ngươi. Anh quay về Lâm Hỏa Nhi nói. Lâm Hỏa Nhi hiện tại tu vi đã tới hóa hải cảnh 5 tầng, thêm vào sử dụng kiếm tâm quả, đã sinh ra kiếm tâm, kiếm đạo trên lại đến kiếm khí ly thể cảnh giới. Hắn lần này chuẩn bị để Lâm Hỏa Nhi thử nghiệm, nhìn nàng chân thực sức chiến đấu làm sao. Vâng, sư tôn. Lâm Hỏa Nhi tuân lệnh, đưa nàng sư nương Cơ Thụy Nhi đưa cho nàng này thanh địa cấp hỏa vân kiếm lấy ra, hướng về đầu kia rắn biển đại yêu bay đi. Hoàng thúc, Hỏa Nhi tỷ tỷ là đầu kia xà yêu đối thủ sao? Hạ Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi. Nàng tu vi đã tới hóa hải cảnh 5 tầng, đối phó vậy thì hóa hải cảnh 4 tầng xà yêu cũng không có vấn đề. Anh nói, ta đang xem, nàng có thể mấy kiếm giết đầu kia hóa hải cảnh xà yêu. Ồ, Hạ Tiểu Tiểu gật gù, hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này Lâm Hỏa Nhi đã cùng đầu kia xà yêu chiến đấu với nhau. Đầu kia rắn biển đại yêu là thủy thuộc tính yêu thú, vừa vặn khắc chế Lâm Hỏa Nhi hỏa thuộc tính. Có điều loại này khắc chế cũng không phải là tuyệt đúng vậy. Nếu như Lâm Hỏa Nhi hỏa thuộc tính đủ mạnh, cũng có thể ngược lại khắc chế rắn biển đại yêu. Chỉ thấy lúc này, Lâm Hỏa Nhi trực tiếp đem Phượng Hoàng huyết mạch mở ra. Sau lưng nàng, một vị ngọn lửa Phượng Hoàng bóng mờ xuất hiện, để bốn phía giữa bầu trời đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, không khí đều thiêu đến vặn vẹo lên. Lâm Hỏa Nhi tay cầm hỏa vân kiếm, kiếm tâm mở ra, bốn phía vờn quanh khủng bố kiếm khí, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Một đạo thiêu đốt linh khí ngọn lửa kiếm khí liền nhập vào cơ thể mà ra, hướng biển xà đại yêu chém tới. Rắn biển đại yêu trên người yêu khí trùng thiên, tại thân thể phía trước ngưng tụ màn nước chống đối, đồng thời vặn vẹo đuôi rắn, hướng về Lâm Hỏa Nhi đánh giết mà đi. Đáng tiếc nó tựa hồ đánh giá thấp Lâm Hỏa Nhi kiếm khí công kích, cùng với Lâm Hỏa Nhi thả ra ngọn lửa nhiệt độ. Lâm Hỏa Nhi trên người huyết mạch chính là độ tinh khiết đạt đến thiên phẩm Phượng Hoàng huyết mạch, thiêu đốt ngọn lửa chính là Phượng Hoàng thiên hỏa, há lại là tầm thường màn nước có thể chống đối. Ngọn lửa kia kiếm khí trên mang theo nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền toàn bộ màn nước thiêu đến hóa khí, sau đó kiếm khí trực tiếp chém ở rắn biển đại yêu đánh giết mà đến phần sau bên trên, trực tiếp đem rắn biển đại yêu phần sau chặt đứt. Rắn biển đại yêu kinh hãi, gào thét sốt ruột vội vàng xoay người chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, Lâm Hỏa Nhi kiếm thứ hai đến, một kiếm trực tiếp đưa đầu rắn chặt xuống. Hóa hải cảnh tầng 4 rắn biển đại yêu, hai kiếm mất mạng. Oa, Hỏa Nhi tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Hạ Tiểu Tiểu ở một bên kích động tán dương, mới vừa Lâm Hỏa Nhi cái kia hai kiếm, xác thực đem nàng kinh diễm đến. Hai kiếm chém con này đại yêu, vẫn được. Anh cùng Hạ Tiểu Tiểu đi đến Lâm Hỏa Nhi trước mặt, mở miệng nói, có điều, đối với sức mạnh của bản thân khống chế, vẫn là kém một chút, dù sao ngươi có hóa hải cảnh 5 tầng tu vi, so với xà yêu kia còn cao hơn một tầng, lại có Phượng Hoàng huyết mạch loại này viễn cổ thần cấp huyết thống. Kiếm đạo cảnh giới còn tới đạt kiếm khí ly thể cảnh giới, này cái biểu hiện chỉ có thể toán đạt tiêu chuẩn. Hắn đối với Lâm Hỏa Nhi yêu cầu cũng không phải quá cao, có thể làm được bước này cũng xem là tốt. Dù sao Lâm Hỏa Nhi quãng thời gian trước mới vừa từ một cái thối thể cảnh cường giả tăng lên tới tụ khí cảnh 9 tầng, lại đang thần hoàng môn mạnh mẽ hấp thu lượng lớn Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng, đem cảnh giới trồng đến hóa hải cảnh 1 tầng. Hai ngày trước lại mượn bát phẩm thiên tài địa bảo kiếm tâm quả, đem cảnh giới tăng lên tới hóa hải cảnh 5 tầng. Có thể nói, nàng từ thối thể cảnh đến hóa hải cảnh thời gian chỉ có khoảng 1 tháng, không có quá nhiều thời gian đi lắng đọng sức mạnh của chính mình. Đối với tự thân sức mạnh khống chế, tự nhiên không phải rất lý tưởng. Nếu là nàng đem bây giờ này thân sức mạnh khống chế, đem cảnh giới vững chắc tốt, lợi dụng nàng cái kia thiên phẩm độ tinh khiết Phượng Hoàng huyết mạch cùng kiếm khí ly thể kiếm đạo cảnh giới, cùng với kiếm tâm, lấy hóa hải cảnh 5 tầng tu vi, đánh chết hóa hải cảnh 9 tầng trở xuống cường giả, dễ dàng. Sư tôn, ta sẽ cố gắng khống chế thật sức mạnh của bản thân. Lâm Hỏa Nhi đạo, nàng không biết nàng mới vừa biểu hiện có phải là để sư tôn thất vọng rồi. Sư tôn bỏ ra những này nhiều tâm tư bồi dưỡng nàng, lại cho nàng công pháp, lại cho nàng kiếm tâm quả, lại mỗi ngày chỉ đạo nàng tu hành kiếm đạo. Nàng âm thầm quyết định, sau đó mỗi ngày nhất định phải nhiều dùng thời gian quen thuộc khống chế sức mạnh của bản thân, không cho sư tôn thất vọng. Anh gật gù, sau đó đi đến phía trước hải tâm quả dưới cây, trực tiếp hái được một viên hải tâm quả hạ xuống. Sau đó lại ra trong không gian giới chỉ, lấy ra mặt khác thức tỉnh trọng đồng cần 4 loại thiên tài địa bảo, cùng nhau đưa cho đi theo hắn phía sau cái mông Hạ Tiểu Tiểu. Nói, cho, đêm này 5 loại thiên tài địa bảo toàn bộ đồng thời ăn vào đi, liền ở ngay đây, toàn bộ ăn vào liền có thể thức tỉnh ngươi trọng đồng. Được rồi, Hoàng Thúc. Hạ Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng không do dự, tiếp nhận Hoàng Thúc đưa tới 5 loại thiên tài địa bảo, trực tiếp bắt đầu dùng lên.
thức tỉnh trọng đồng, cần 5 loại thiên tài địa bảo phân biệt là Linh Châu Thảo, Song Hồn Hoa, Thiên Huyễn Quả, Tử Kim Tiên Đằng, Hải Tâm Quả. Linh Châu Thảo cùng Hải Tâm Quả giá trị thấp nhất, chỉ thuộc về ngũ phẩm thiên tài địa bảo. Thiên Huyễn Quả kém hơn, thuộc về lục phẩm thiên tài địa bảo. Song Hồn Hoa thuộc về thất phẩm thiên tài địa bảo, vô cùng hiếm thấy. Quý giá nhất là Tử Kim Tiên Đằng, thuộc về bát phẩm thiên tài địa bảo. Cái này vẫn là lúc trước hắn cùng nương tử nói lúc, nương tử cho hắn. Lúc đó anh còn giật mình không nhỏ, nương tử thậm chí ngay cả loại này bát phẩm thiên tài địa bảo đều thu gom đến có, thực sự là giàu có à. Hắn lúc đó còn có một loại chính mình tìm tới vị phú bà cảm giác. Hắn cũng không khiêm tốn liền nhận lấy, dù sao Hạ Tiểu Tiểu thức tỉnh trọng đồng xác thực cần nó. Hắn chỉ muốn sau đó tìm tới càng tốt hơn thiên tài địa bảo, bồi thường cho nương tử là tốt rồi. Hạ Tiểu Tiểu dùng này 5 loại thiên tài địa bảo sau, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Dù sao nàng mới vừa thối thể cảnh, ngũ phẩm thiên tài địa bảo, đối ứng chính là hóa hải cảnh tu sĩ mới đi dùng. Lục phẩm thiên tài địa bảo, đối ứng chính là bất hủ cảnh, thất phẩm đối ứng vô thủy cảnh, bát phẩm đối với tàng cung cảnh. Nàng một hơi sử dụng 2 loại ngũ phẩm thiên tài địa bảo, một loại lục phẩm, một loại thất phẩm, một loại bát phẩm, tu vi tự nhiên sẽ vụt tăng. Này vẫn là nàng nắm giữ trọng đồng, cái nhóm này trợ hấp thu áp chế lại những này thiên tài địa bảo khổng lồ dược lực tình huống mới có thể dùng. Nếu là tầm thường thối thể cảnh tu sĩ, nếu là dám một hơi dùng như thế 5 loại thiên tài địa bảo, e sợ ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Một lát sau, 5 loại thiên tài địa bảo khổng lồ dược lực bị Hạ Tiểu Tiểu cùng hắn một đôi trọng đồng hấp thu xong, Hạ Tiểu Tiểu tu vi tăng lên tới thần lực cảnh một tầng, trực tiếp từ thối thể cảnh tăng lên tới thần lực cảnh, tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Này hay là bởi vì duyên cớ 90% dược lực bên trong 5 loại thiên tài địa bảo đều bị nàng một đôi trọng đồng hấp thu, không phải vậy cảnh giới của nàng có thể tăng lên càng nhiều. Dù sao, trọng đồng thức tỉnh liền cần hấp thu năng lượng khổng lồ. Lúc này bên trong đôi mắt của nàng lập lòe ra tuyên cổ đồng quang, loại ánh mắt kia giống như có thể xuyên thủng tất cả, tựa hồ đến từ chính viễn cổ, nhìn xuyên cổ kim, nhìn thấu tất cả hư vọng. Nàng trọng đồng rốt cục muốn thức tỉnh rồi. Anh hô hấp dồn dập, hắn không tiếc đem Hạ Tiểu Tiểu dẫn người di tích, chính là vì thời khắc này. Chờ Hạ Tiểu Tiểu thức tỉnh xong trọng đồng, hắn liền có thể thu được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Lúc này, trọng đồng thức tỉnh, Hạ Tiểu Tiểu tu vi lại lần nữa tăng lên dữ dội, từ thần lực cảnh tầng 1, trực tiếp tăng lên tới phách phủ cảnh một tầng, tăng lên một cảnh giới lớn. Nàng lúc này hai mắt thần quang tỏa ra, vô số huyền ảo phù văn xuất hiện ở thân thể nàng bốn phía, từng cái cổ lão mà tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập vô thượng huyền bí. Một lát sau, nàng hai mắt nhắm lại, vô tận thần quang nội liễm, trọng đồng thức tỉnh kết thúc. Anh trong đầu, keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp trọng đồng thức tỉnh. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 150 năm tinh khiết tu vi khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thượng cổ trọng đồng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được đan dược thị thần đan một viên. Keng, chúc mừng ký chủ thu được đan dược thần nô đan 5 viên. Tiếng nhắc nhở kết thúc trong nháy mắt, khen thưởng 150 năm tu vi liền trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể anh, để cảnh giới của anh bắt đầu cấp tốc tăng lên, đến tàng cung cảnh tầng 6 mới đình chỉ. Ở trong cơ thể anh, một vị tân tàng thần bị ngưng tụ ra, tàng cung cảnh tầng 6, ngưng tụ tỳ chi tàng thần. Mà làm anh giật mình nhất không phải cái này, mà là hệ thống cái thứ hai khen thưởng. Hắn trợ giúp Hạ Tiểu Tiểu thức tỉnh trọng đồng, hệ thống dĩ nhiên liền khen thưởng cho anh trọng đồng. Trọng đồng, tuy rằng không sánh được Hồng Mông kiếm thể, nhưng cũng là đồ vật vô cùng tốt. Hệ thống, lập tức thức tỉnh trọng đồng, anh không nhịn được ở trong lòng đối với hệ thống nói. Nhất thời, một luồng sức mạnh to lớn tràn vào đến bên trong hai mắt của anh, trong con người anh xuất hiện hai cái trọng đồng mới. Tuyên cổ huyền ảo thần quang xuất hiện ở trong hai mắt anh, anh tu vi lại lần nữa tăng lên, đạt đến tàng cung cảnh tầng 7. Anh vội vàng nhắm hai mắt lại, không phải vậy Lâm Hỏa Nhi cùng Hạ Tiểu Tiểu hai người phát hiện dị dạng của anh. Dù sao Hạ Tiểu Tiểu mới vừa thức tỉnh trọng đồng, anh liền theo thức tỉnh rồi, cái này hoàn toàn không có cách nào giải thích à. Nhiệm vụ lần này trợ giúp thức tỉnh trọng đồng, anh không làm gì, bỏ ra nhiều như vậy tâm tư đi hoàn thành nhiệm vụ này, thu được những phần thưởng này, 150 năm tinh khiết tu vi cùng với thượng cổ trọng đồng, trực tiếp để hắn tu vi tăng lên 2 tầng, đến tàng cung cảnh 7 tầng, khoảng cách luân hồi cảnh cũng chỉ kém 3 tầng. Hơn nữa, còn để anh thu được một viên thị thần đan cùng 5 viên thần nô đan, thiên môn lại muốn tăng thêm một vị tàng cung cảnh cùng 5 vị vô thủy cảnh tồn tại, thoải mái. Hiện tại, cho Hạ Tiểu Tiểu thức tỉnh trọng đồng, anh chuẩn bị đi Côn Bằng di tích trung ương, cũng chính là cái địa phương kia trong truyền thuyết nắm giữ Côn Bằng thánh pháp, đi xem một chút xem sao. Nếu đều đi vào, vậy anh cũng muốn đi tham dự một phen cái kia Côn Bằng pháp tranh cướp, cái kia thượng cổ Côn Bằng lưu lại bảo cốt ghi chép vô thượng thánh pháp, mạnh bao nhiêu.
Đang lúc này, keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, đi đến Côn Bằng di tích trung ương, Vạn Pháp Tháp tầng cao nhất đánh dấu, ta đi, nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, anh chấn kinh rồi. Hệ thống tự nhiên phát nhiệm vụ, đi Côn Bằng di tích trung ương, cái gì Vạn Pháp Tháp tầng cao nhất đánh dấu, sẽ không phải là để anh đi đem cái kia Vạn Pháp Tháp hủy đi chứ?